Chào mừng các bạn đến với ngày thứ nhất của thử thách yoga 30 ngày cùng yoga by Sophie Mình là Sophie Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hành bài tập yoga để căng giãn cơ bắp và thư giãn cho tâm trí Để bắt đầu, mời các bạn hãy trải thảm ra và chúng ta cùng ngồi xuống nhé Cùng ngồi xếp bằng hai chân trước mặt, hãy ngồi thẳng lưng lên, trong tư thế ngồi xếp bằng này các bạn lưu ý là hai bàn chân của mình tách nhau ra và mở hai gối sang hai bên hai ống đồng gần như là song song với nhau nếu như khi mình ngồi trong tư thế xếp bằng mà lưng của các bạn bị gù xuống lưng con tôm thì mình hãy lót một tấm khăn dày ở dưới mông hoặc là hai miếng xốp ở dưới mông bạn nhé bây giờ chúng ta cùng vào bài tập hãy ngồi thẳng lưng lên hít một hơi sâu đưa hai tay lên trời đan bàn tay với nhau, ngửa lòng bàn tay lên, hãy mở ngực về phía trước, cuộn vai ra phía sau, mắt nhìn lên. Thở ra, mở hai tay sang ngang, nghiêng người sang bên phải, đặt tay phải xuống sàn. Bạn hãy coi Sophie như hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, bên trái của Sophie là bên phải của các bạn. Rồi mình đưa tay trái qua đầu, mắt nhìn lên. Hít vào, trở về giữa, mở ngực ra, thẳng lưng lên. Thở nghiêng qua trái, đặt tay trái xuống, đưa tay phải qua đầu. duỗi thẳng cả hai cùi trỏ, mắt nhìn lên. Hít vào, trở về giữa, thở nghiêng sang phải xoay ngực trái lên trời nhìn lên hít vào trở về thở nghiêng qua trái hít sâu thẳng lưng trở về giữa thở sâu đặt tay phải xuống hãy đưa củi trỏ trái ép sát vào mang tai căng giãn lườn trái Hít vào trở về giữa, mở ngực ra. Thở nghiêng qua trái. Đưa cùi chỏ phải sát vào mang tai, căng giãn lườn phải. Hít vào trở về, mở ngực. Thở ra, nghiêng phải. Mắt nhìn lên. Hít vào trở về thở nghiêng trái. Lần cuối cùng, hít vào trở về giữa, mở ngực về phía trước, cuộn vai ra phía sau, thẳng lưng. Thở nghiêng sang phải, đưa tay trái qua đầu. Một trở về giữa, hít sâu, mở ngực, cuộn vai ra sau, thẳng lưng. Thở sâu nghiêng sang trái, đặt tay trái xuống, đưa tay phải qua đầu, khép củi trỏ phải vào mang tay. Trở về giữa, hít vào, đưa hai tay lên trời, mở ngực nhìn lên, thẳng lưng. Thở ra, đặt hai tay xuống sàn phía trước, cùng vào tư thế cái bàn. Chồm lên, các bạn hãy đặt hai bàn tay của mình, mở rộng bằng vai, hai bàn tay xòe rộng các ngón tay ra, ngón tay giữa hướng về phía đầu thảm. Cổ tay, cùi trỏ và vai nằm trên một đường thẳng vuông góc với mặt thảm. Cách mở hai gối rộng bằng hông, gối và hông nằm trên một đường thẳng vuông góc với thảm. chúng ta cùng vào chuỗi động tác con bò và con mèo hít vào võng lưng mở ngực nhìn lên tư thế con bò thở ra hóp bụng cuộn cao lưng nhìn rốn con mèo hít vào con bò nhìn lên thở ra con mèo cuộn lưng cao lên ba lần nữa hít sâu con bò thở sâu con mèo hãy cảm nhận sự chuyển động của cột sống hít vào võng lưng nhìn lên thở ra hóp bụng cuộn cao lưng lệch, hít lần cuối con bò thở nhìn xuống con mèo các bạn hãy cuộn 10 đầu ngón chân của mình xuống sàn, nhấn mạnh tay xuống, rồi mình nâng gối lên khỏi thảm, đẩy vai ra phía sau, rồi đẩy hông cao lên trời để vào tư thế chó úp mặt Hay còn gọi là chữ V ngược Downward Facing Dog đầu tiên Chúng ta mở hai bàn chân của mình rộng bằng hông Rồi mình sẽ đi bộ tại chỗ gập từng bên gối để khởi động cho cơ chân Trong tư thế này, các bạn hãy nhấn mạnh bàn tay xuống Đẩy vai về phía sau và hông thật cao lên để thẳng lưng hãy thả lỏng cổ mắt nhìn về các ngón chân hít thở tự nhiên rồi bây giờ cùng co cả hai gối lại nhấc gót chân lên khỏi sàn đẩy hông cao lên trời nếu tập lâu rồi mình mới từ từ duỗi gối ra và thẳng gối nhẹ nhàng nhìn lên phía trước cùng bước hai chân lên phía đầu thẳng co hai gối lại hít vào nâng cầm lên mở ngực nhìn về phía trước thở ra gập sát người xuống hai chân co gối tay chạm sàn nhìn về phía sau từ từ co gối cuộn lưng hít vào nâng ngực vai đầu lên thở ra hạ vai thấp xuống thả lỏng hai chân hai tay Bây giờ chúng ta sẽ bước một chân về phía sau. Xoay người sang một bên, cùng vào tư thế đứng mở rộng hai chân. Hai bàn chân mở rộng bằng hai lần vai, hai bàn chân song song với nhau, hai mũi chân hướng về phía trước mặt. Rồi các bạn hãy coi Sophie hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, bên trái của Sophie là bên phải của các bạn. Rồi bây giờ mình cùng xoay mũi chân phải hướng ra ngoài co gối phải lại, gập gối phải 90 độ, gối phải không vượt quá cổ chân phải. Thẳng gối trái, hãy nhấn bàn chân trái xuống sàn về phía cuối thảm. Rồi các bạn hãy giữ cho lưng của mình thẳng, hai vai thẳng hàng với hai hông. Rồi từ từ mình mở tay sang hai bên. Hãy mở ngực về phía trước, cuộn vai ra phía sau, hạ thấp vai xuống. Mắt nhìn theo bàn tay phải, tư thế chiến binh hai. Hãy giữ ở đây hãy nhấn hông xuống nào ba hạ vai xuống hóp bụng lại hít thở đều hai mở gối phải hướng về phía sau và một rồi chúng ta thẳng gối phải Đặt tay lên hông Khép mũi chân phải vào bên trong Chúng ta cùng đổi bên Bây giờ mình sẽ hướng mũi chân trái sang bên trái Gập gối trái 90 độ Gối trái không vượt quá cổ chân Các bạn hãy mở cái gối trái về phía sau Để mình cảm nhận được sự căng mở khớp hông Rồi mình duỗi thẳng gối phải Nhấn bàn chân phải về phía cuối thẳng hạ hông xuống hai vai thẳng hàng với hai hông mở tay ngang chiến binh hai mắt nhìn bàn tay trái bạn hãy giữ ở đây hãy đứng vững như một chiến binh ba hít thở đều hãy mở gối trái về phía sau hai đôi chân thật chắc khỏe hít thở sâu. Và một từ từ chúng ta duỗi gối trái ra, đặt tay lên hông, khép mũi chân trái vào trong, co nhẹ gối lại, từ từ chúng ta bước hai chân trở về giữa thả. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi xuống. Cùng nằm xuống sàn. hai bàn tay mở sang hai bên co gối lại mình sẽ đưa hai hông sang bên phải rồi mình đưa hai gối sang bên trái đặt tay trái lên đùi nhấn hai gối xuống sàn bạn mở tay phải về phía sau, hóp bụng lại, nhấn vai phải xuống sàn, mắt nhìn theo bàn tay phải. Giữ ở đây, vài hơi thở sâu. Nhẹ nhàng đưa hai gối trở về giữa chúng ta đổi bên, nhắc hông đưa sang trái. Nghiêng hai gối sang phải. Đặt tay phải lên đùi nhấn gối xuống sàn, mở tay trái về phía sau, mắt nhìn bàn tay trái. trong tư thế này bạn hãy nhấn vai trái của mình xuống thảm hóp bụng vào hít thở đều động tác này có tác dụng mát xa cho cuộc sống nhẹ nhàng đưa gối trở về giữa chúng ta có thể nghiêng gối sang một bên để từ từ ngồi dậy hãy xếp bằng hai chân trước mặt vào tư thế ngồi ban đầu, đặt bàn tay lên gối, ngồi thẳng lưng, mở ngực hạ vai xuống, hãy nhắm mắt lại. Nhàng chắp tay lên phía trước, xoa hai bàn tay vào nhau, xoa ấm lòng bàn tay, úp hai tay lên mắt mắt nhìn lòng bàn tay chắp tay phía trước chán namaste Chúng ta vừa hoàn thành xong ngày thứ nhất trong thử thách yoga 30 ngày cùng Yoga by Sophie. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ hai.